Quang Dũng, chàng ca sĩ đa tài, với cuộc tình buồn đứt đoạn với hoa hậu Jennifer Phạm. Quang Dũng tên thật Thái Văn Dũng, sinh năm 1975 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Quang Dũng theo đuổi đam mê âm nhạc từ những ngày mới chỉ là cậu thiếu niên trẻ. Khi còn là học sinh trung học, Quang Dũng đã thường đến hát tại các quán cà phê Thu Vàng trên đường Trần Cao Văn, tỉnh Bình Định, chỉ để thỏa đam mê. Quang Dũng thời Hoàng Kim chỉ cần có khán giả là cảm thấy mãn nguyện rồi. Năm 1997, Quang Dũng đăng ký tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình tỉnh Bình Định và xuất sắc đem về giải nhì. Năm 1998, Quang Dũng được Sở Văn hóa tỉnh Bình Định cử đi tham gia cuộc thi giọng hát hay tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, tại Thừa Thiên Huế và anh đã thành công đem về một huy chương vàng. Tháng 8 năm đó, theo lời mời của chủ phòng trà Đồng Dao, Quang Dũng rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh để cộng tác biểu diễn tại quán. Thời gian đầu lạc lõng giữa phồn hoa đô thị nhộn nhịp, những bài hát đậm chất tự sự mà Quang Dũng trình diễn phải chật vật để kiếm chỗ đứng. Nhiều lần vì khó khăn quá nhiều, Quang Dũng đã thử hát các ca khúc thị trường để được sự chú ý từ khán giả. Thế nhưng sau cùng, anh vẫn quay lại với dòng nhạc trữ tình sâu lắng, chất chứa nhiều tâm sự, phần vì giọng hát anh phù hợp, phần vì đó là dòng nhạc anh yêu thích. Anh luôn cố gắng truyền tải cái hồn bài hát mà mình thể hiện đến với khán giả, giúp khán giả có thể cảm được nó, anh tâm sự. Mặc dù không có nhiều fan, nhưng với tôi, chỉ cần có khán giả là đã cảm thấy mãn nguyện rồi. May mắn mỉm cười với chàng trai đất biển, khi Quang Dũng có cơ hội được gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại quán nhạc sĩ. Tại đây Quang Dũng đã thể hiện ca khúc Diễm Xưa và Biển Nhớ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được đích thân ông khen ngợi. Từng có thời gian học tại Đại học Sư phạm Quy Nhơn, gắn bó cùng mảnh đất Bình Định nhiều năm trời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cảm thấy có cảm tình với Quang Dũng, còn trực tiếp chọn bài hát phù hợp với chất giọng trầm đặc trưng của anh và hướng dẫn anh thể hiện tác phẩm trọn vẹn nhất. Sẵn bài hát Biển Nghìn Thu ở lại vừa sáng tác, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ký tặng luôn cho Quang Dũng. Năm 2001, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời trong sự tiếc thương vô vàn của người hâm mộ. Đây cũng là thời điểm Quang Dũng đang chuẩn bị cho ra mắt album đầu tay. Trong album này, anh đã lựa chọn ca khúc Biển Nghìn Thu ở lại làm ca khúc chủ đề để tri ân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Album khởi đầu không quá lạc quan, nhưng dần dần đã bán thành công 5.000 bản. Giọng ca Quang Dũng trở nên quen thuộc với những người hâm mộ của nhạc Trịnh, trở thành hiện tượng và nhận được sự chú ý từ công chúng. Tiếp nối thành công đó, ca khúc Vì Đó Là Em của nữ nhạc sĩ Diệu Hương đã đưa tên tuổi Quang Dũng lên tầm cao mới trong sự nghiệp ca hát. Năm 2007, Quang Dũng tham gia đóng phim Những Chiếc Lá Thời Trang. Bộ phim tạo nên duyên nợ giữa anh và hoa hậu Jennifer Phạm. Cả hai nhanh chóng lao vào tình yêu cuồng say và đi đến hôn nhân năm 2008. Tuy nhiên điều gì chóng đến thì cũng vội đi. Không lâu sau đó khi có nhau cậu con trai Bảo Nam, hai người ly hôn. Sau hôn nhân đổ vỡ, Quang Dũng tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Anh tham gia trình diễn hơn 10 năm trên sân khấu Paris By Night của Trung tâm Thúy Nga và nhận được tình cảm to lớn của người hâm mộ. Năm 2016, Quang Dũng chương trình Thần Tượng Bolero với vai trò giám khảo, dẫn dắt các thí sinh vượt qua các vòng thi đấu để tìm ra quán quân chương trình. Sự nghiệp ca hát của anh khiến nhiều người choáng ngợp và ngưỡng mộ khi cát xê mỗi lần biểu diễn lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy vậy, đường tình duyên lận đận của giọng ca trữ tình vẫn khiến người hâm mộ không khỏi thở dài. Tuy vậy, anh vẫn được khen ngợi bởi cách giữ gìn mối quan hệ tích cực với những người phụ nữ từng đi qua đời anh. Mới đây Quang Dũng có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân, chia sẻ loạt ảnh mới, nam ca sĩ than thở về vấn đề cân nặng, tiết lộ tăng 4kg và phải sắm sửa quần áo mới. Chưa bao giờ cảm thấy giảm cân khó khăn như thế này, từ 66kg lên 70kg, sắm lại quần áo từ đầu. Sau xô, sang dôn tuần rồi, nam ca sĩ bày tỏ. Bài đăng của Quang Dũng khiến nhiều người thích thú, không ngớt trêu đùa với ngoại hình tròn trịa của giọng ca bài X. Trước đó không lâu,
trong lần hội ngộ với nữ ca sĩ Hồng Ngọc và bạn bè. Quang Dũng cũng khiến dân mạng bất ngờ với vẻ ngoài lộ rõ dấu hiệu tăng cân, mập hẳn hơn so với thời gian trước. Hiện tại sau hơn 20 năm ca hát, giờ đây Quang Dũng sở hữu một khối tài sản kếch xù. Được biết, hiện anh sở hữu hai căn nhà, một bên ở Mỹ và một bên ở Việt Nam. Được biết, căn nhà sang trọng trong nước của Quang Dũng nằm trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, giọng ca biển nhớ còn có sở thích với các dòng xế hộp cao cấp. Right here.